bạn đang nghe chương trình Tỉnh Nguyện Hàng Ngày trên Quanh Quay Radio với những bài học từ lời Chúa qua kinh nghiệm sống hàng ngày của nhiều tác giả dựa theo tài liệu CBN Devotional Daily. Ao ước bạn sẽ được tươi mới trong hành trình theo Chúa mỗi ngày. Trong cuộc sống, chắc hẳn không ít lần chúng ta đối mặt với những thách thức, khó khăn. Là người thuộc về Chúa, chúng ta cần hiểu rằng Đức Chúa Trời có thể làm được mọi sự, giải quyết mọi nan đề. Những khó khăn mà chúng ta đối diện chẳng qua chỉ là một cuộc thử nghiệm của Chúa để xem chúng ta có thực sự tin cậy và vâng lời Ngài hay không. Hôm nay, ngày 21 tháng 1 năm 2022, chương trình Tỉnh Nguyện Hàng Ngày thân mời quý tín giả cùng suy gẫm lời Chúa với tác giả Missy Butler qua chủ đề Chỉ là cuộc thử nghiệm. Khung cảnh thật tưng bừng. Toàn bộ dân Israel đã được giải thoát một cách lạ lùng khỏi ách nô lệ nặng nề. Họ kinh ngạc khi chứng kiến cảnh Chúa rẽ biển đỏ làm đôi để họ có thể hân hoan bước vào như đi trên đất khô. Chúng ta đọc câu chuyện này trong sách Xuất Ai Cập Ký. Miriam, chị gái của Môi-se, dẫn đầu đoàn diễu hành với những phụ nữ đánh trống cơm trong một buổi lễ ca ngợi Chúa vĩ đại nhất mọi thời đại. Họ đã tận mắt chứng kiến Jehovah Đức Chúa Trời quyền năng để giải cứu họ thoát khỏi sự áp bức của Pharaoh và sự truy đuổi của quân đội Ai Cập. Chắc chắn bạn đang nghĩ rằng người Israel sẽ cưỡi trên làn sóng đức tin này trong một thời gian khá dài. Nhưng chỉ 3 ngày sau, họ phàn nàn với Môi-se: "Tại sao ông bắt chúng tôi từ Ai Cập kéo ra đây rồi để chúng tôi chết khát?" Bản thân Môi-se thậm chí cũng đã mất bình tĩnh, ông phàn nàn với Chúa: "Con phải làm gì với dân này?" Đức Chúa Trời bình tĩnh trả lời Môi-se như thể Ngài không ngạc nhiên chút nào về hành vi của họ: "Hãy đi trước dân chúng. Con hãy đập tảng đá thì nước từ đó sẽ chảy ra cho dân chúng uống." Vì vậy, Môi-se đập vào tảng đá và nước phun ra trước sự chứng kiến của các trưởng lão. Môi-se đặt tên nơi này là Massa, có nghĩa là thử, và Meriba, nghĩa là gây chuyện, bởi vì người dân Israel gây chuyện với Môi-se và thử Đức Giê-hô-va khi nói rằng: "Đức Giê-hô-va có ở giữa chúng ta không?" Xem Xuất Ai Cập Ký chương 17 câu 5 đến câu 7. Họ thử Chúa, nhưng trên thực tế Chúa đang thử họ. Khi chúng ta tiếp tục cuộc hành trình với họ trong hoang mạc nóng bỏng, chúng ta bắt đầu nhận ra rằng bức tranh ngày càng trở nên ảm đạm hơn. Điều mà dân Israel không thấy là Đức Chúa Trời liên tục đưa họ vào đồng vắng để thử thách vì một mục đích: để xem trong lòng họ thật sự có gì, xem họ có tin cậy và vâng lời Ngài mà không cần đến những phép lạ hoành tráng hay không. Ngay cả trong cuộc sống của chính mình, chúng ta cũng đã đi qua những nơi thử thách khác nhau. Đức Chúa Trời sử dụng câu chuyện này trong lịch sử dân Israel như một ví dụ về cách chúng ta nên phản ứng khi gặp thử thách. Cho nên, chúng ta phải nỗ lực bước vào sự an nghỉ đó, để không có một người nào trong chúng ta sa ngã vì theo gương những kẻ không vâng lời. Hebrews chương 4 câu 11. Điểm mấu chốt là Đức Chúa Trời theo đuổi điều gì đó trong mỗi chúng ta. Điều mà chúng ta gọi là cuộc sống chỉ đơn giản là hoang mạc thử thách của chính chúng ta. Tại sao bạn không để cho Chúa rẽ những biển đỏ mà bạn đang đối mặt trong đời? Ngài có đất hứa muốn đưa bạn vào để Ngài có thể bày tỏ chính Ngài cách quyền năng và mạnh mẽ. Với sự mạnh dạn và can đảm, chúng ta hãy học hỏi từ những người đi trước bài học quý giá về đức tin và hãy tự nhắc nhở bản thân rằng đây chỉ là một bài thử nghiệm. Thân mời chúng ta cùng cầu nguyện. Lạy Chúa, cuộc sống này đem đến cho con nhiều thử thách. Xin Chúa giúp con biết học từ kinh nghiệm của những người đi trước để có thể tin cậy Chúa trong mọi sự. Con thành kính cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Quý tín giả thân mến, Đức Chúa Trời có thể làm được mọi sự, giải quyết mọi vấn đề, nhưng điều Ngài muốn thấy nơi bạn là tấm lòng tin cậy vâng lời. Hôm nay, bạn đang đối mặt với bài thử nghiệm nào? Bạn có oán trách Chúa hay bạn sẽ nhờ cậy Ngài vượt qua cuộc thử nghiệm này? Lòng con ước ao khát khao
gặp Ngài, lạy Cha yêu, nguyện được nghe tiếng Cha dạy khuyên, dẫn đưa con từng bước, dìu con đi theo đường lối Cha, nguyện làm theo thánh ý Chúa, vâng phục luôn luôn trong đức tin, dâng Chúa cuộc đời này, yêu thương thờ phượng ai không thôi, nguyện làm theo thánh ý Chúa, vâng phục luôn luôn trong đức tin, con quyết đi theo Ngài không đổi thay. Trọn đời nguyện chỉ theo Ngài thôi, đấng cứu chuộc linh hồn con. Ngài đã thứ tha biết bao lỗi lầm, lạy Cha yêu, nguyện lời Cha dẫn đưa đời con, dưỡng nuôi linh hồn con, đổi thay tâm con nên mới luôn nguyện làm theo Chúa, vâng phục luôn luôn trong đức tin, dâng Chúa cuộc đời này, yêu thương thờ phượng ai không thôi, nguyện làm theo thánh ý Chúa, vâng phục luôn luôn trong đức tin, con quyết đi theo Ngài không đổi thay. Cho chúng ta được tiếp tục chào đón một mùa xuân nữa trong ân điển Ngài, cho chương trình tỉnh nguyện hàng ngày thêm một năm nữa đồng hành cùng quý vị. Xin quý vị cầu nguyện để Chúa đầy ơn và sử dụng chương trình, để chương trình luôn mang đến sự khích lệ như lời chia sẻ của một thính giả sau đây. Mình xin gửi đến ban biên tập của chương trình tỉnh nguyện hàng ngày của Quanh Quay Radio những lời cảm ơn chân thành nhất. Xin Chúa ban phước lành cho ban biên tập. Thật sự chương trình đã giúp mình rất nhiều trong việc giữ sự tương giao với Chúa. Mỗi buổi sáng của mình cũng trở nên an lành và tỉnh lại hơn. Xin Đức Chúa Trời ban sự khôn ngoan cho ban biên tập chương trình, để ban biên tập sẽ có thể tiếp tục thực hiện những chương trình ý nghĩa như vậy. Cảm tạ Chúa vì Ngài cho One Way được trở thành bạn đồng hành cùng quý vị trong những giờ tỉnh nguyện, để ban biên tập tiếp tục phát triển chương trình tỉnh nguyện hàng ngày cũng như các chương trình khác. Chúng tôi rất cần sự đồng hành và cầu thay của quý vị. Nếu quý vị muốn góp phần, xin vui lòng gửi email về địa chỉ chia sẻ amoconeway.vn hoặc gọi trực tiếp đến hotline 0896 164 199. Đừng quên bấm theo dõi kênh và chia sẻ chương trình này cho bạn bè và người thân quý vị nhé. Nguyện Chúa ban cho quý vị một ngày phước hạnh. Chúc quý vị một mùa xuân tràn đầy tình yêu và hy vọng. Hẹn gặp lại quý vị vào chương trình ngày mai.